dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Viên Park Hang-seo chia sẻ những khó khăn trong suốt chặng đường 15 ngày 7 trận tại SEA Games. Chiến thắng đội tuyển U22 Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-0 ở trận chung kết bóng đá SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo không quên được những khó khăn mà toàn đội gặp phải trong toàn bộ quá trình đầy chông gai này. Đội tuyển U22 Việt Nam trải qua 7 trận đấu tại SEA Games 30 trong vòng 15 ngày. Đối với các học trò của ông Park Hang-seo, đây chắc chắn là giải đấu vô cùng khắc nghiệt. Trong suốt quãng thời gian tại đất nước Philippines, với áp lực phải giải tỏa cơn khát vàng hơn 60 năm, huấn luyện viên Park cũng không khỏi bồi hồi khi chia sẻ lại những lo lắng mà ông gặp phải tại kỳ đại hội thể thao năm nay. Điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là chấn thương của các cầu thủ. Các bạn có thể thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chúng ta đã thi đấu liên tiếp 7 trận, cùng với việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Tôi rất lo điều đó sẽ khiến cầu thủ của mình gặp chấn thương. Nỗi lo huấn luyện viên Park là hoàn toàn hợp lý khi mà tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo tổ chức các trận đấu nội dung bóng đá. Với việc thi đấu trên mặt sân cứng như vậy ảnh hưởng tới các đường chuyền bóng cũng như việc di chuyển. Đặc biệt, mặt sân này tạo nhiều bất lợi cho các cầu thủ đang chấn thương đầu gối hoặc cổ chân. Trong danh sách chấn thương của đội tuyển năm nay, việc thiếu vắng Quang Hải, Trọng Hùng, gần nhất Thanh Thịnh, chính huấn luyện viên Park cũng từng chia sẻ trước bán kết với Campuchia rằng toàn đội đá bằng tinh thần trong điều kiện thể lực cạn kiệt. Trước nhiều khó khăn như vậy, thế nhưng thầy trò ông Park vẫn có thể bảo vệ được mạch chiến thắng của mình và lần đầu tiên đưa quốc kỳ Việt Nam lên bục cao nhất tại một kỳ SEA Games. Đây là khoảnh khắc mà người hâm mộ bóng đá cũng như toàn bộ người dân Việt Nam trông chờ 60 năm để được chứng kiến. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U22 Việt Nam đã làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên. Sau đó toàn đội về Việt Nam, lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 12 để tập huấn, chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Tôi cố gắng làm việc hết mình để giữ phẩm giá Hàn Quốc." Vừa có mặt tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park đã có những chia sẻ với truyền thông về những thành công và kế hoạch về bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm bóng đá Việt Nam có vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Mới đây, vị chiến lược gia này quyết định đưa U23 Việt Nam trở về quê nhà của ông ở Hàn Quốc để tập huấn. Rạng sáng ngày 14 tháng 11, ông Park và học trò có mặt ở sân bay quốc tế Busan, Gimha. Ông xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ của đội tuyển quốc gia Việt Nam và được chào đón bởi hơn 150 người hâm mộ cùng các phóng viên. Nhiều người Việt Nam đến sân bay từ sớm để chào đón ông Park Hang-seo. "Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và động viên. Tôi cảm thấy vinh dự. Bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn khi được khích lệ bởi người hâm mộ Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ." Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam. Trong hơn 2 năm nhậm chức, ông Park đã tạo ra vô số chiến tích cùng các cấp độ, đội tuyển như về nhì tại giải U23 châu Á 2018, đạt hạng tư ASEAN 2018. Đặc biệt, ông giúp Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm huy chương vàng SEA Games 30. Khi được hỏi về bí mật thành công, vị chiến lược gia 60 tuổi chỉ cười và nói rằng, về cơ bản đó là tinh thần Việt Nam. Tinh thần Việt Nam được các cầu thủ thấm nhuần và dựa vào đó, mọi người đoàn kết như một đội thực thụ. Tôi nghĩ mọi chuyện đang dần tốt hơn. Gặt hái quá nhiều thành công, truyền thông Việt Nam gọi ông là ông Park Hang-seo với hàm ý, thời gian may mắn của vị chiến lược gia người Hàn còn rất nhiều. Tôi không biết chính xác ý nghĩa của nó, nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi giúp Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Dù sao cũng tùy các bạn gọi. Ông Park cười và nói khi được hỏi về biệt danh may mắn. Quay lại về chuyến tập huấn Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn dành thời gian này hồi phục lại thể lực, chuẩn bị đội hình tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan vào tháng 1 năm 2020. Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Đại hội Đông Nam Á kết thúc và đội bóng của tôi có rất nhiều ca chấn thương. Họ cần hồi phục và việc thay đổi môi trường sẽ tốt. Chúng tôi cần kế hoạch dài hạn để tham gia Thế vận hội Olympic hay World Cup và tôi không nghĩ sẽ dễ dàng. Tuy nhiên tôi sẽ không cô đơn, ông Park chia sẻ. Tiếp lời về mục tiêu chi tiết ở các giải đấu sắp tới đây, thuyền trưởng bóng đá Việt Nam tiết lộ.
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng và đi từ từ. Còn với vòng loại World Cup, tôi sẽ tới Malaysia cho trận đấu thứ 6 và tháng 3 năm 2019. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi nghĩ Việt Nam sẽ ở một vị trí khá tốt để lọt vào vòng tiếp theo. Khi được hỏi liệu việc có kế hoạch trở lại tuyển quốc gia Hàn Quốc hay không, vị chiến lược gia 60 tuổi nói: "Tôi nghĩ thời gian của tôi trôi qua, ở Hàn Quốc có rất nhiều huấn luyện viên trẻ hơn, có năng lực tốt hơn tôi. Tôi sẽ không nói chuyện này như thế nào, vì vậy tôi không bình luận. Tôi chỉ đang làm việc tại Việt Nam như một người Hàn Quốc có trách nhiệm, tôi đang cố gắng hết sức để giữ phẩm giá Hàn Quốc của mình." Từ Bình Minh, nhiều phóng viên và người hâm mộ đã đến sân bay để đón tiếp chúng tôi. Điều này khá quen thuộc, nhưng tôi không thích lắm. Tôi luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Ông Park trả lời chân thành.